Vâng, xin chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio. À, hôm nay em sẽ có một sự uh, uh, so sánh nhẹ nhẹ giữa hai mẫu loa bvk 703 uh, S1 và 703 S2. Thực sự rằng đây sẽ là cái clip đầu tiên mà mà quý vị bạn uh, có thể uh, có một cái sự so sánh giữa hai mẫu loa này bởi vì là không có đơn vị nào bán song song hai mẫu loa này như bên em. Đó. Bởi vì bên em uh, bán song song hai mẫu loa này nên mới có cái sản phẩm để chúng ta so sánh và review à, thực chất thì hai mẫu loa này nó à, về cơ bản thì à, mọi cái thông số kỹ thuật đấy thì nó không có sự chênh lệch nhau quá nhiều nhưng à, có một số những cái thông số nhỉnh hơn và một số những kỹ thuật cũng như là một số những cái công nghệ nhỉnh hơn thuộc về 703s2 bởi vì nó ra sau và hãng đã nghiên cứu rất nhiều cái thế vật liệu mới để à, sản xuất cho cái mẫu loa này Ờ à, đầu tiên thì về kích thước thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái kích thước là xem xem nhau gọi là xem xem nhau kể cả về chiều ngang chiều rộng chiều sâu đó, cái việc này chúng ta không bàn nhau nữa à, 703 à, series 1 thì cái mặt nó bè hơn nhưng nó lại thon nhỏ hơn về phía sau đó chính vì vậy thì cái kích thước thể tích thùng nó gần như là na ná như nhau chúng ta nhìn 703 s 1 nó có vẻ là mặt to hơn một chút nhưng về sau nó lại vuốt nhỏ lại thì thành ra là cái thể tích thùng nó cũng sẽ như là 703 s 2 đó, chiều cao cân nặng nó cũng xem xem tựa như nhau. Đó. Nhưng ở phần công suất thì 703 S2 có một cái mức công suất khuyến nghị từ 30 cho tới 200W thì 703 S1 là từ 50 cho tới 200W. Chứ vì vậy thì cái việc mà lựa chọn âm ly nó cũng sẽ nhìn hơn về 703 S2. Tức là chỉ cần âm ly công suất 30W trở lên là đã ghép tốt 703 S2 rồi còn 703s1 thì cần phải 50w trở lên. Đó. À, thứ hai nữa là về uh, các cái đường tiếng trở kháng ấy, thì uh, bằng nhau. Uh, độ nhạy cũng xem xem như nhau. Đó. Về giải tần thì uh, cái thằng 703s2 thì nó lên cao hơn một chút do nó sử dụng cái loa chép là chép uh, titan. Đó. Chép titan. Em xin lỗi. Loa chép là chép carbon. 703 S2 là chép carbon còn 703 f 1 là chép nhôm đó thì chính vì vậy 703 S2 nó sẽ có phần nhỉnh hơn về giải cao giải trầm thì sao ở giải trầm thì hai uh, uh, loa đều sử dụng là hai loa bát có đường kính là 16,5 cm Đó, hai loa bát giống hệt nhau đường kính 16,5 cm một loa mid uh, mít là đường kính 16 cm bên s 1 cũng 16 sáu cm à, cũng một loa chép bên này cũng một loa chép đó nhưng về cái công nghệ thì bảy f ba s một thì sử dụng cái công nghệ truyền thống của Kin hay còn gọi là bnvk đó uh, thì uh, cái cặp này nó sẽ uh, sử dụng công nghệ là màng gân cao su này màng giấy này uh, bát này và bên trên là màng kevlar ở uh, bên trên nữa loa chép là loa chép nhôm đó thì là những công nghệ truyền thống của kép rồi, nó cũng rất hay. Mặc dù là cái series 703S1 này nó đã nhỉnh và hay hơn cái series 6 rất là nhiều về độ dễ đánh, về độ trầm ấm, về độ êm ái. Đó, thì nhưng sang 703S2 thì nó lại hay hơn một chút chút nữa, một chút chút nữa nhá, thưa quý vị bạn. Đó, à, đời này thì uh, sử dụng cái công nghệ mới là công nghệ in 3D. Thế mới thì nó sẽ giúp cho cái màng được uh, dày mỏng ở các vị trí khác nhau. Điều này thì giúp loại bỏ được cái trọng lượng nặng bởi cái màng. Đấy ví dụ như nếu mà chúng ta muốn đạt được một cái màng mà cứng và dày thì ví dụ như em ví dụ như thì chúng ta phải làm một uh, 3 mm chẳng hạn. Ví dụ như thế hoặc là 1 mm. Đó, em em ví dụ 3 mm đấy thì khi mà làm cả cái màng này thể tích 3 mm cái độ dày 3 mm thì nó rất nặng khoảng độ 100 g. Em ví dụ như thế. Đấy, còn khi mà sử dụng công nghệ in 3D nó sẽ dày vào ở phía trong và mỏng ra bên ngoài thì cái việc đó nó sẽ loại bỏ được một số lượng lớn màng mà nó vẫn đáp ứng được cái độ cứng của màng thì nó chỉ còn khoảng độ 60 đến 70 gram thôi đó thì chính vì vậy thì nó sẽ tạo được cái độ dao động của màng loa nhanh hơn nó nhẹ hơn mà nó dao động nhanh hơn thì kiểm soát cái giải trầm nó sẽ được gọn gàng hơn nó sẽ không bị dao động chậm nữa đó thì chính vì vậy cái trầm của BVK 703S2 thì nó sẽ có độ gọn gàng hơn, giao động nhanh hơn, uh, chơi được những cái nhạc tiết tấu nhanh tốt hơn đó và giải trầm thì nó cũng xem xem tần số như nhau. còn lại vào loa mid thì uh, loa mid của BVK 703S1 ấy, thì nó đã sử dụng màng Kepler là một cái vật liệu mới mà BVK khai phá ra để sản xuất cho Uh, dòng loa của mình thì nó có cái độ nhẹ, độ uh, uh, mỏng và thứ hai nữa là thứ ba nữa là cái độ bền rất là cao, Kevlar sử dụng cho áo chống đạn được cơ mà, quý vị bạn. Đó. Thế nhưng sang thế mới này thì họ lại phát triển ra một cái mang nữa là màng continuum, nó lại nhẹ hơn, nó lại bền hơn, nó lại mỏng hơn, nó lại dao uh, động tốt hơn. Nó trung âm nó lại cũng dày. Nói chung là đại loại là cái phần trung âm nó cũng có phần nhỉnh hơn một chút, chút xíu. Đó. Đó. Tức là cái giải trầm tốt, trung tốt đến lượt nó chép. Nó chép thì đời này dùng chép carbon rồi. Chép carbon thì nó không có gì là, là nhẹ bằng nữa rồi. Đúng không ạ? Thì cái việc này giúp cho cái giải chép nó cũng gợi rộng mở hơn. À, sáng, mềm, ấm. Đó. À, em xin lỗi. Sáng, mềm, chi tiết. Đó. Thì à, tự trung lại thì cái 703 s 2 thì nó có ba cái giải tần nó khá là là ổn hơn 703 1. Đó. Tuy nhiên thì với một cái số tiền chênh chúng ta có thể uh, với những anh em nào thích cái truyền thống với những anh em nào uh, uh, vẫn thích cái gu nghe ngày xưa thì chúng ta có lựa chọn 703 S1 bên em đang có sẵn uh, với mức giá là 49 triệu 500 000 đồng còn 703 S2 thì sao uh, hàng new đang mức giá là 103 triệu 850 nghìn đồng nhưng bên em đang có hàng demo thưa quý vị bạn chỉ còn 69 triệu 500 nghìn đồng tức là hạ vành 20 triệu cho cái cặp loa này thì nếu như chúng ta nghe ở gu nghe chúng ta phù hợp với cặp 7032 thì chúng ta chơi 7032 nếu như gu nghe chúng ta phù hợp với 7031 thì chúng ta chơi 7031 một thì nó có một cái độ nặng tiếng hơn tức là trầm nó khá là theo cá nhân em đánh, đánh giá thì trầm nó lực hơn một chút chút xíu tuy nhiên thì cái trầm đó lực thì nó lại với những cái không gian mà 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 đang dư trầm ấy thì nó lại sẽ thành hơi thừa một chút. Đó, nhưng với những không gian mà rộng, những không gian mà cần giải trầm nhiều thì bảy s một thì có lẽ là nó sẽ sẽ mạnh hơn một chút. Đó. nhưng mà với những không gian mà cái căn phòng nó ổn hơn một chút, nó không bị ù, không bị đuôi thì 7031S2 nó sẽ 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 cho giải trầm hay hơn, mềm hơn, nhẹ hơn đó thì nó cũng tùy gu thôi bởi vì có những anh em thích nghe mạnh mẽ một chút có những anh em thích nghe nhẹ nhàng một chút có những anh em thích nghe tốc độ nhanh một chút sáng tiếng một chút trung âm hay hơn một chút thì 7032 với số tiền 20 triệu em nghĩ là nó không 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 phải là một số tiền lớn để chúng ta phải cân đo đong đếm đúng không ạ đó đã chơi đến tầm loa tầm này tiền thì nó không phải là một số tiền lớn để cân đo đong đếm nữa đó thì uh, uh, tuy nhiên Hợp nhãn, hợp tai, hợp ví thì chúng ta chơi Có thể là chơi hàng này, hàng này Đều rất là ok Hàng uh, uh, Demo này thì bảo hành nguyên Thưa quý vị bạn Hàng Demo thì bảo hành nguyên cho chúng ta Bảo hành hãng nguyên luôn Đó, Cho nên là anh em chơi cũng hết sức là uh, Lưu ý và lưu tâm Thưa quý vị bạn đối với kép thì được bảo hành lên tới 5 năm Đó Cho nên là chúng ta cũng Uh, có một cái gì đó để chúng ta uh, nghiên ngấm đúng không ạ chúng ta cân đối đó còn uh, bên này thì uh, bên em bảo hành trách nhiệm cho anh em chơi là uh, hàng nguyên zin nguyên bản đương nhiên là để loa mà mà hỏng mà lỗi được thì chắc chắn gần như là xác suất là không thưa quý vị bạn trừ trường hợp là 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 chơi uh, hát cao kê vào này hay là chúng ta uh, không biết sử dụng chúng ta khi mà khởi động lên chúng ta không vặn nhỏ hết đi Đấy, khiến cho uh, việc mà chúng ta um, để nó vặn cách chân hết cỡ ấy, thì bật lên phát nó ồ lên thì nó sẽ gây ra uh, cái cái hư hại cho loa thôi chứ thực ra để mà nghe nhạc bình thường thì em nghĩ là cái, cái sắc xuất hỏng không bao giờ có đó trừ khi âm ly lỗi là cái nhất thứ hai là do con người sử dụng đó chấm hết chứ không bao giờ có một cái 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 uh, lý do nào loa nó tự phát hỏng đương nhiên vẫn có với những cái trường hợp mà loa sử dụng quá lâu năm ví dụ như nó lên tới khoảng năm bảy mươi năm thì đương nhiên nó có xác suất là lỗi nhưng về phần uh, đó thì rất là nhỏ em bán rất nhiều có những cặp loa từ năm bảy uh, mấy tám mấy giờ nó chung chạy vẫn ngon lành bởi vì là nó nó làm họ các họ làm rất là chất lượng uh, cho nên hoàn toàn yên tâm à, với số tiền vanh tầm 20 triệu thì chúng ta nên lựa chọn loa nào à, Hợp ví, hợp tai, hợp nhãn Thì chúng ta chơi à, Mỗi loa đều có một cái vẻ hay riêng của nó Với số tiền uh, mà chúng ta bỏ ra à, Thì ở 703S2 đang có mức giá là 69 triệu 500 000 đồng 703S1 có mức giá là 49 triệu 500 000 đồng anh em nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với bà Hồng Audio theo số điện thoại 0978 263 263 và cái cặp này thì hàng mới đang là 103 triệu 850 nghìn đồng em đang có một cặp demo nguyên bảo hành cho anh em chơi có mức giá là 69 triệu 500 nghìn đồng Đó, xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều